Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Channel của Tạc Dính Mi. Và như thường lệ thì ở giây thứ 10 đây, quảng cáo siêu thị, anh em hãy click vào quảng cáo ủng hộ cho mình chứ đừng tắt đi nha. Tắt đi là mình rất là buồn đấy, cho nên hãy click vào ủng hộ cho mình. Hôm nay thì mình đang truy cập vào cái nick của mình và hôm nay có một cái điều đặc biệt là mình đang nhận được rất là nhiều vật phẩm trong túi và mình sẽ cho anh em coi là mình nhận được những cái gì. Mà mình nghĩ cái này thì chắc là các bạn cũng có thôi. Ở trong đại chiến vượt ải thôi chứ không có gì hết á. Các bạn đánh xong rồi nó sẽ có quà thôi chứ không có gì cả. Không biết là hôm nay có được mảnh rau trắng nào không, mình sẽ cho anh em coi nha. Rồi 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 rồi, không có mảnh nào quá đen vậy. Có cần phải đen gì không? À đù, không có thiệt luôn. Buồn. Nhìn phát buồn. Rồi ok. À, ngon nha anh em. Đầu tiên, từ từ để xíu, để mình tắt mấy cái này đi đã. Mấy cái thứ không cần thiết là mình phải quăng đi hết đã. Đây 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 đây. Đầu tiên á là trái tim ác ma 50 trái, mình được có 50 trái thôi. Xếp hạng của mình hơi cùi cho nên được có 50 trái thôi. Mình sẽ cất vào kho. Đây là sách kỹ năng bìa mềm, mình cũng không cần, cất vào kho luôn. Sách kỹ năng gáy xoắn mình cũng cất luôn. Tiếp theo là 50 tinh thủy tinh thời trang, dùng để cường hóa thời trang. Rồi, cất vào. À, đĩa hạt haki mình được 10 cái, mỗi 6 cái nhá, mỗi cái là 10 điểm, suy ra mình được 60 điểm, mình sẽ sử dụng luôn. Rồi, anh em hãy cứ đáng subscribe cho kênh mình, ráng 7.000 nha, để mình haki nhân vật chính. Đá hại hồn này thì được 100 cái, 10 cái là được 100, suy ra mình được 1.000. Rồi. Đây là điểm chiêu mộ, mỗi cái là một 100 điểm mà mình được 8 cái, suy ra mình được 800. À, mảnh sổ tay tôn sư haki mình được 24 cái. Cái sổ tay này dùng để chiêu mộ trailer nha anh em. Mình thì có sẵn một cái luôn rồi, mình đã lộ 100 cái và mình đã ghép lên luôn rồi. Bây giờ mình còn dư thêm 24 nữa. Ở bên đây mình dư 60, suy ra 24 này nữa là 80 mấy nữa. 84. Mình sắp chi lên được thêm một cái được rồi anh em ơi. Chắc là hoạt động đại chiến vật lại đợt sau nữa là được á. Rồi, ngoài ra còn có thêm 5.000 đá năng lượng và 8.000 đá nguyên tố. Bên đây thì có thêm túi mạnh vậy hết rồi. Đây là túi thời trang đồng đội này là mình có lâu rồi. Rồi, hết. Tưởng có gì nhiều lắm à, về ba thứ ít vãi luôn, mình cứ tưởng nhiều lắm nha. Thôi, cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu thôi anh em ơi. Không nên buồn, chúng ta phải tự hào về những gì mình đang có. À, nhận lương. Ở giống thư và vật phẩm của mình rất là nhiều cái này luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều, tổng cộng 6 trang lận, mình sẽ nhận hết luôn. Nhận hết luôn. Ui có gì ấy? Ở vòng 374 đấu trường bảng xếp thứ 88. Nhận thưởng may mắn 100 vàng. Mình không hiểu tại sao luôn. Nhận luôn chứ ngại gì. Ủa cái gì? Xong nhận được. Đùa tao à? Quay. Vậy. Sao giờ không được anh em? Quay chặt túi à? Có chặt đâu. Ủa trăm vàng nhận rồi nè. Lắc vai. Đá tiềm năng này mình cất vào kho. Rồi 400 mấy đá này luôn, sử dụng hết. Mỗi viên được có 25 thôi, suy ra là 10 viên là được 250, 100 viên là được 2.500. Vậy mình chắc được phải 10k đấy anh em. Mình nhận hết mấy kia mà phải 10k đấy. Ngon nha, ngon nha. À, bây giờ mở tới bao giờ mới xong trời. Thôi mình vào mình nhận tiếp đi. Có gì khi nào mình nhận, khi nào mình mở sao. Đó. Ôi nhận phe lòi luôn anh em ơi. Ui cái vàng lại còn không ta. Nãy mình nhận rồi, à hết rồi. Ui hai cái mảnh rồng này thì mình không nhận đâu. Khi nào đủ 3 mảnh mình sẽ nhận một lần luôn. Không nhận cho nó chật túi lắm. Ui mở phe luôn anh em ơi. Đó, đây là thủy tinh trang sức ở trong phòng trang sức bếp cửa. Mở phe luôn, còn kia 500 mấy không biết mở bao giờ mới xong nữa trời. Mình phát mệt với mấy cái này luôn á. Rồi, 30 mấy, 20 mấy, 10 mấy và kết thúc. Rồi xong, giờ mở tới cái này, 500. Chúng ta còn 500. Và chúng ta còn 400. 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 300. Rồi, 300. 309, 308, 307. 350, 304, 303, 302, 301. Rồi, 301, 300. Yeah. 209, 208, 207, 206, 205.
2.4, 2.3, 2.2, 2.1. Nói chung là khùng rồi đó. Nhìn nó mở mình phát khùng với nó luôn. Nhanh đi. Cuối cùng cũng đã xong rồi anh em ơi, mình thật là vui. Vàng của mình đang số rất là đẹp anh em ơi. 11113. Wow, đẹp đó nha. Trời ơi, số phải đẹp vậy chứ. 11113. Rồi xong rồi. Tinh linh hôm nay chúng ta sẽ kiếm được gì đây? Yeah, ơi. Đào thứ gì không vậy? Có rừng berry thì cũng ngon đấy, mình cũng thích rừng berry. Ok, bồi dưỡng cho tinh linh. Tiếp theo là những quà online. Đó, rồi sau đó nhận phần quà. Tiếp theo là đi vùng biển thần bí. Vùng biển thần bí chúng ta lắc xí ngầu. À, bỏ qua vấn đề đi. Bây giờ mình vào mình làm mới để kiếm gen ác quỷ nè. Không biết là hôm nay có được gen ác quỷ không. Ok man, coi nào, gen ác quỷ đâu. À đù. Mình sẽ đổi bản sắc nha. Gen ác quỷ. Gen ác quỷ. Gen ác quỷ không? Gen ác quỷ không? Gen không? Ra gen ác quỷ không? Tin qua rồi lấy luôn. Gen ác quỷ đâu? Mà rồi không có luôn, bực bội ghê chưa. Rồi ok thôi bỏ đi, chúng ta không nên tức giận làm gì cho nó mệt. Rồi, và hôm nay thì về cái tinh bàn hồi nãy mình mở ra quá trời rồi, cho nên bây giờ mình đã được 47.000. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái này để lên một cái cung mới. Ok lên về chưa anh em? Màu xanh, màu xanh, màu xanh, lên màu xanh luôn đó anh em ơi. Phê nhận tinh bàn luôn đây. Mình đã lên được 21 bậc rồi. Anh em đang ở mấy bậc vậy? Mình là mình 21 bậc rồi đó. Anh em coi bao nhiêu bậc nha. Rồi, vấn đề bây giờ thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip đơn giản như mọi ngày, đó là mình giao cho anh em coi như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiến phó bản. Chỉ đơn giản thôi. Hôm nay mình rất là mệt cho nên clip đầu tiên mình up trong ngày thì chỉ đơn giản thôi. Này, thanh niên này là thanh niên tay bạch tuộc đúng không? Mình giết luôn nha anh em, không thể bỏ qua cho nó được. Anh em nhớ like video cho mình cũng như là nhấn subscribe và kèm theo đó là những cái click quảng cáo nha, ủng hộ cho mình đi. Hôm nay mình đang rất là sầu đời đấy, cho nên anh em hãy ủng hộ cho mình nhiệt tình đấy. Sao mà đấm yếu vậy? Rồi ok, thanh niên kia bị chích xì ke rồi, không thể làm gì được. Người đã ốm yếu rồi chích xì ke rồi, trời tội nghiệp vậy. Rồi mục tiêu đã bị không thể tích nổ. Mirella và nhân vật chính của mình hiện tại đang bị một cái đầu lâu đen tối ở trên đầu và không thể nào tích nổ được. Chết xì ke rồi, đấm liên tục vào những phát đấm của Jim Bell và không làm gì được hết, quá yếu. Mê hoặc không con, mê hoặc liền, gái xinh mà Mirella rất là xinh nên phải mê hoặc liền. Trời ơi là trời ơi, sao mà tôi khổ gì nè, buồn quá anh em ơi. Anh em comment an ủi mình chứ mình giờ hôm nay mình buồn quá, hôm nay mình buồn lắm, mình buồn ngủ lắm, rất là buồn ngủ luôn. Mày hả con, không xin nhê luôn, trâu quái chướng. Hay là một cái ạ trong cái móc 5 người cho nên rất là trâu nha anh em thông cảm nha. Nó trâu là chuyện bình thường thôi, tại vì đây là móc 5 người mà. Ui rồi ôi kinh vườn, mày tưởng mày giết được Mirella của tao hả? Trời ơi hồi sinh nữa, bảy viên ngọc rồng luôn luôn tồn tại. Rồi lao bao hồi máu cho Mirella, thậm chí là một ống máu đầu tiên nó còn không giết được nữa thì làm gì. Dạ ngon ngon ngon. Ui giời đấm ghê em. Mình sẽ tăng tốc luôn cho anh em coi nè. Cái gì? Bây giờ nó còn hiển thị lên mấy cái này kia vậy? Ôi giời ơi làm gì trên đời mày vậy con. Mình tăng tốc mà nó cứ như là bình thường anh em ơi, nó chậm vãi chưởng luôn á. Rồi chết Mirella rồi, Mirella được hồi sinh rồi và không biết có sống được sau tuần tiếp theo hay không, nhưng mà mình chắc chắn một điều là tuần tiếp theo thằng nhân vật chính của mình sẽ chết, nhân vật chính của mình sẽ die, chắc chắn là như vậy. Rồi xong, chết Sike cũng làm được gì đâu. Ô đám chết thằng đầu bếp. Trời ơi, nó trắng máu rồi, đấm chưa nọ uổng vãi. Rồi xong, Ikarusu có nọ rồi. À, trắng cay, nhưng mà chính mình được chém phát trước khi chết. Trước khi lìa đời, anh đã bâu được một cái, anh đã đánh được một cái và anh hy sinh rồi.
Bon Gốc đã ra trận rồi, nhau biết có làm được không đây. Lao sẽ bao giờ hồi máu cho Jim Bell. Jim Bell hồi máu đi, đúng rồi. Ok man, đấm đi, đấm đi, đúng rồi, giết gái xinh luôn rồi anh em ơi. Jim Bell mình nó ác quá, giết gái xinh luôn. Họ đá được một em và đã đai rồi. Bò hành cốc có khác nha. Mày hả con, mày hả con, cái scale liền chứ dễ gì cho em hành động được em. Ai em hành động được em, em hành động không em. Có bạn người cá này mình đánh rất là lâu, một thời gian rất là dài đó anh em. Từ cái clip mà mình đặt chân đến đảo người cá đến bây giờ thì thật sự cũng rất là lâu rồi. Rất là kinh dị luôn rồi. Cũng giận là ở chỗ người cá này nhiều pháo bạn vãi luôn. Nhưng mà mình nghĩ là mình sắp vượt qua rồi, mình sắp qua đảo người cá rồi. Cho nên cảm giác cũng khỏe rồi, cảm thấy thoải mái. Sắp được đánh với những con tướng mới, những con boss mới rồi, cho nên vui rồi. Vui rồi. Rồi. Chỉ còn mình thanh niên Ikarosu thôi. Em sẽ làm gì đây? Em sẽ làm gì đây? Em rất nhiều tay. Mình thừa nhận là nó rất nhiều tay, nhưng mà nó rất là yếu thôi. Chả có gì ghê gớm cả. Ikarosu hả mày? Thích Ikarosu không? Rồi, thanh niên này sẽ làm gì đây? Sẽ làm gì đây? Chết luôn rồi. Được hạng C nữa chứ. Đau lòng vậy. Hạng C thì làm sao mà có quà? Ờ, cũng được nè. Được hạng C cũng quà nè. 20 sao. Ồ, tấn công liên tiếp cái ông Ikarosu này là mình sẽ được 20 sao á. Rồi, đi nhận nhiệm vụ thôi. Đó. Tiếng gào của Ikarosu, trời. Mình thấy ông có gào gì đâu trời. Mình thấy ổng đánh mình như một vị thần á. Gì? Tên Đào Hang. Tên Đào Hang là ai? Ai mà giỏi Đào Hang dữ vậy? Gì? Daruma mà Đào Hang hả? Phải không vậy? Để mình coi phải không? Daruma mà Đào Hang. Kinh nhờ. Rồi ok, những con tiếp theo. Rồi Daruma thiệt rồi. Chúng ta sẽ gặp thanh niên Daruma, dòng họ với Roma. Và thanh niên rất là hung hăng, đang nghiến răng muốn cắn mình. Rồi, clip đầu tiên trong ngày hôm nay mình chỉ up đơn giản thôi. Mong là anh em vẫn sẽ ủng hộ mình. Ôi giời, nói chung là cũng có một số thứ muốn cho anh em coi vậy thôi. Nhân tiện mình làm nhiệm vụ hàng ngày luôn. Rồi, ra khơi đúng không? Không biết là anh em có biết làm nhiệm vụ hàng ngày chưa ta? Mình hướng dẫn rất là nhiều rồi đấy. Anh em mà còn chưa biết nữa là mình thua luôn. Cường quá với tăng tốc. Không có. Đây tăng tốc đây. Đây huấn luyện hết. Huấn luyện ông này. Cường quá hả? Cường quá gì mà có một điểm sao chơi. Vãi. Sao đây cường nhiệm vụ thấp vậy? Đây, mình làm mới nãy giờ tốn cả mớ vàng của mình rồi đó anh em. Tốn khá là nhiều vàng của mình rồi đấy. Cường quá cái này đi. Ok. Tí nữa mình sẽ làm cho cái lượng vàng này tròn 11111 cho anh em coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp đã. Đây là tấn công. Ok thôi, tấn công thì tấn công. Ôi, tấn công hồi này riết mà xong cái này luôn, ghê thiệt. Trời ơi, hạng D. Đánh mà được hạng D trời. Ok, hạng C. Rồi xong nhiệm vụ. Đấu trường và đấu trường. Vãi chưởng thiệt, là mình lại tốn vàng nữa rồi. Tốn vàng quá. Đấu trường nữa hả? Đấu trường hoài trời. Ghét đấu trường này ghê á. Ra đấu trường ơi. Trời ơi, như thế này thì làm sao mà mình hoàn thành nhiệm vụ được. Này đánh hai người phải không? Đánh thanh niên này coi. Mày hả con? Thua rồi. Ok, làm mới luôn, đánh tiếp trận nữa. Thích là chơi thôi, không nói năng gì nhiều đó. Biết là thôi mà vẫn đánh. Trời ơi, như thế này thì làm sao mà mình tròn được. Buồn đời ghê á. 1, 2, 3, xong ra 10 vàng đi. Tìm kiếm và ra khơi. Tìm kiếm và sử dụng vàng chứ quên. Ngon. Rồi, sử dụng vàng nữa là ok. Mình đã thành công rồi, tiếc là không có được thì được 4 vàng rồi. Tiếc là không có được 120 điểm để mình lấy cái kia. Để mình lấy 200 điểm chiêu mộ. Thiếu có 1 điểm thôi, đau lòng thôi. Đen vai. Tính toán sai lầm rồi.
Ok, bây giờ mình phải kiếm vàng để mình đủ. Ui, có nè, đủ nè, đủ nè, thêm được 26 vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ ra khơi để mình làm sao cho nó rớt xuống vàng nha. Ồ, 6 vàng luôn kìa. 25. Tiếp tục. Vãi. Mình đang muốn nó hết vàng chứ nó ra vàng chứ gì trời. Thôi khỏi luôn đi. Có làm nữa nó cũng nữa. Thôi. À, kết thúc clip ở đây. Tới nữa tầm 9 rưỡi mình sẽ up thêm clip. Và bây giờ clip này là clip mình sẽ up vào khung giờ 8 rưỡi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video cũng như subscribe đăng ký kênh. Và đừng quên những quảng cáo nhiệt tình ủng hộ cho mình nha. Bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ tuyệt vời. Ok, bye bye.